Dạ, hôm nay là đêm thứ 6 quý vị đã đến ủng hộ rất là nhiệt tình. Và quý vị ơi đừng quên đoàn còn tổng cộng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 đêm diễn luôn vậy. Dạ, là 27, 28, 29, 30 và 31. Đặc biệt 29, 30 là đêm tuyển chọn ca sĩ mới, bằng tức là chúng ta sẽ chọn một nam vương và một hoa khôi bolero quý vị. À dạ, hộp lô tô quý vị. Dạ rồi, ngày 31 là sẽ có một cuộc thi nét đẹp Halloween của đoàn Loto Sài Gòn Tân Thời, và giải thưởng cao nhất đến 5 triệu đồng quý vị, cho nên quý vị nhớ ủng hộ nhiệt tình. Quý vị có thể đăng ký tham dự bằng cách là theo dõi trên fanpage của đoàn Loto Sài Gòn Tân Thời quý vị nhé. Rồi bây giờ còn bé không mấy em ơi? Còn bé không? Còn bé không? Trời ơi, ép nữa trời. Có ép không vậy? Có. Rồi, ai chưa có vé vô giùm em cánh tay. Dạ, Mai Thiên Tai nó chạy tới nó bán vé đó. Trời em nó bữa nay mặc bộ đồ đền nã quý vị, mái tóc y như là Hà Phương vậy quý vị. Tóc giả mà đặt, em muốn đặt tóc giả giống chị Hà Phương. Đó, đó thành ra người ta bán tóc giả, ta bán cái mái tóc y như Hà Phương mà cái mặt là Mai Thiên Tai vậy quý vị. Rồi. Cái gì? Phấn hả? Trời ơi, cái nết con gái đầu phấn mà giống như là ai giật nợ của nó vậy đó. Rồi, tụi ơi chạy đưa phấn cho nó đi hát. Nó lan ơi, cái cuốn họng nó bay ra khỏi con người đó đó quý vị. Dạ. Rồi, lẹ lên. Ê, tay, em làm động tác này lại đi tay. Trời ơi, nhìn quen thuộc dễ sợ đúng cái tay đó. Như con mèo. Rồi, còn ai chưa có vé quý vị ơi, ai chưa có vé? Tay ơi, bữa sau mình đừng bán vé nữa, mặc bộ đồ đó đứng đây quát giùm chị, đi quát khách giùm chị. Nha, tay. Rồi. Rồi, ai chưa có vé quý vị, chơi em cái tay ngọt ngọc. Còn quý vị đã có vé rồi, hướng mắt lên sân khấu, nó bắt đầu sợ sân khấu quý vị ơi. Mấy gì ra mấy gì ra mấy gì ra mấy gì ra số gì ra trở lại đây mà nghe chúng tôi mấy gì ra mấy gì ra mấy gì ra lắng lặng mà nghe tôi kêu con trở ra trở ra con mấy gì ra số gì ra số đầu tiên số gì đây số gì ra con ba gì đây ba gì ra Oh,
gì em? Show với chủ đề song ca bolero cùng lô tô quý vị, dạ lô tô cùng bolero đặt cái tên dài quá giờ éo le cuộc tình quý vị ơi. Rồi mấy vé nữa lẹ lẹ đi nha Nhi ơi. Đó bữa nay là Thảo Nhi quý vị đã giật cái danh hiệu là người đẹp lô tô thay đồ nhiều nhất. Hồi nãy giờ bà chưa hát bài nào, bài nào chưa, bà thay ba bộ hả? Ông thay hai coi, bởi vì quý vị biết sao mà đồ nhiều vậy quý vị. Dạ cũng xin thưa với tất cả quý vị và mà các quý vị mà thương mấy yêu đồ thì luôn tôi sẽ vào tất thời. Quý vị có thể ủng hộ đoàn bằng cách là chúng em đang chuẩn bị khai trương một cái phòng phục trang rất là hoành tráng, hơn 1000 bộ đồ. Gồm có áo cưới cho đến những cái bộ hóa trang giống như Spiderman đồ cũng có luôn, rất là hoành tráng. Và phòng phục trang ngay đây quý vị, ngay bên cánh phải của lộ lộ, ngay cái container đó, nguyên một trong đó và kho dưới này nữa, rất là nhiều. Thì nếu mà anh chị nào tổ chức đoàn thể nào có tổ chức văn nghệ hay những cái gì mà cần thuê trang phục đặc biệt, hãy liên hệ với đoàn, chúng em sẽ cho thuê với giá rất là hữu nghị quý vị. Và cái này thật ra là em cũng rất là may mắn nhờ sự hỗ trợ của một nhà thiết kế rất là nổi tiếng trong giới anh Thanh Nguyễn đã hỗ trợ là sai hết trang phục cho đoàn, vì cái thấy rất là khó khăn và cho trả góp lại số tiền rất là lớn, cho nên là em hy vọng là quý vị có thể ủng hộ đoàn và lộ lộ bằng cách là quý vị nếu mà có nhu cầu thuê trang phục hãy liên hệ với đoàn. Em xin cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều và sẽ đưa khai trương sắp tới quý vị, rằng tại vì đang xếp ấp lại thì sắp tới chúng ta sẽ khai trương và quý vị cũng có thể thấy những bộ trang phục hôm nay là cho là lấy từ sơ đồ của đoàn và rất là đẹp, rất là hoành tráng. Quý vị cứ thuê liên hệ với đoàn nhé. Và cái thứ nhất để chúng ta cùng lắng nghe nhé của đây đẹp
quyền quý vị. Cảm ơn nha. Cái lâu quá thì ông được năm luôn rồi đó. Và bây giờ chúng ta cùng đến với sáng tác của nhạc sĩ Minh Vy, ca khúc mang tên Sầu Đâu Bên Ngoài. Bye.
là mấy má là tự limit đồ với nhau. Tự nhiên cái đàn bà miết bộ đàn ông vô chi trời. Ủa? Ai biết tự nhiên cái nhà thiết kế đưa em mặc vô chứ em có biết gì đâu. Ông lẽ đưa lá chuối kia quấn là cũng quấn. Rồi, dạ chúc mừng anh. Trời. Hả? Anh trời ơi lên. Trời, 20. Ủa mới kêu con gì em á? Dạ 47. Có 1. 32. Có 2. 26. Có 3. 59. Có đủ. Dạ chúc mừng anh. Trời thấy ghét tự nhiên liếc liếc con cho bà nội. 47, 50, 33. Có 3. 26. Có đủ. Hợp lệ. Trời dòng này kinh nhiều quá nghe. Trời. Ủa hả? Y chang luôn. 59. Rồi. Rồi hợp lệ luôn. 79 hợp lệ luôn. Rồi bây giờ ba chủ nhân, bốn chủ nhân may mắn nhận giùm em mỗi chủ nhân một con bi cà chúa.